Pu được ngôi sao quốc tế dạy nói tiếng Trung sau màn phát âm tranh cãi. Một trong những tin tức showbiz đang được quan tâm gần đây, không thể bỏ qua sâu đạp gió 2023. Tên cũ, tỷ tỷ đạp gió trẻ sóng, do Trung Quốc sản xuất và có sự hiện diện của Chipu Sao nữ cũng chính là nghệ sĩ Việt đầu tiên góp mặt tại chương trình này, nên mọi nhất cử nhất động của Pu đều rơi vào tầm ngắm của công chúng. Ngay khi xuất hiện, Chipu đã gây xuyết xoa với visual lộng lẫy, lấn át dàn đối thủ Tuy nhiên thì kỹ năng nói tiếng Trung của nữ nghệ sĩ lại gây nên những tranh cãi. Cụ thể, không ít người cho rằng cách phát âm của Chipu còn khá hạn chế và tồn tại nhiều khuyết điểm. Song giọng ca Đóa Hoa Hồng cho biết bản thân đã cố gắng tự học tiếng và đã dừng ở mức biết và giao tiếp cơ bản. Ở diễn biến mới, Netizen tiếp tục thêm phần bàn tán về khoảnh khắc Chipu được một ngôi sao quốc tế dạy nói tiếng Trung. Người này không ai khác chính là Thái Thiếu Phân, đối thủ của Chipu tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Theo đoạn video được ghi lại, Thái Thiếu Phân đã chủ động dạy Chipu nói một số câu cơ bản như tiếng phổ thông của Thái Thiếu Phân rất chuẩn, Thái Thiếu Phân xinh đẹp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thái Thiếu Phân không được mệnh danh là ngôi sao nói tiếng Trung khó nghe nhất. Đến cả người Trung còn không hiểu. Thậm chí nhiều người còn nhận định Thái Thiếu Phân nên cần có phiên dịch Trung Trung. Vì vậy, việc nữ nghệ sĩ hướng dẫn Chi Pu phát âm lại khiến dân tình tỏ ra vô cùng khó hiểu và hoang mang, không biết sự nghiệp nói tiếng Trung của Chi Pu sẽ đi về đâu. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy bày tỏ quan điểm để Abyss được biết nhé!